Bắt bên cung tròn ấy. Ừ. Bố sang câu thì chắc là nó cạn đấy. Cho con này đi em. Đấy, tăm sủi này. Mặt trong. Đấy, vào trong đây cắn ngay. Mẹ nơi ăn mặt trong đấy. Nôi 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 đấy này. Như dính rồi. À, con này to đấy. Có 5.000 một cân thôi anh dai ạ. Vâng. Ra chợ bên này bọn anh dưới nó bán có 5.000 cân. Cái quan bọn này vất vả lắm, đợi đội đi mò run bắt ốc, đến mệt đi chung. Cái quan trọng không phải là trị giá về vật chất đấy, mà trị giá về tinh thần thôi. Đi câu cho khoái thôi. Tôi vừa đi mổ về đây nghiện lại phải đi đây. Vừa mổ đây đã khỏi đéo đâu, đây ông trông người tôi này đi câu liên tục trước ngày đéo lọ qua mặt. Cứ đi câu cho khoái này. Em thỉnh thoảng em đi câu xong rồi có hôm mới đi bắn chim, đi cứ đi lăng nhăng. Đấy anh đi những cái loại đấy thì thích. Bắn chim cho một chùa bé em suốt ngày đi nhặt chim cho mấy ông anh. Đi chơi cho vui chơi. Mùa này lắm. Mùa này mùa chim sao beng này. Đấy trèo bèo ấy. Anh nói nan nhá. Mày biết ông The ở chỗ gần chỗ nhà Hòa Cộng trước không? Anh ông đại tá đấy. Ông The mẹ anh bắn ở chỗ nhà Linh Quán bắn sang xuyên qua tai của ông về tao bán chúng ngang tao có khẩu súng ân mày. Điệp thì mẹ về bán luôn. Trước anh đi mà đi bắn chim vất vả lắm. Ừ. Mệt hơn đấy nhiều, mệt hơn là mệt hơn đi câu. Mệt hơn là cái thằng đi câu nhiều. Mệt hơn là thằng đi câu bao nhiêu? Đi câu ngồi một chỗ. Mò mẫm. Đi bắn chim phải rình, phải đi bộ nhiều lắm. Đợt đấy năm những năm đấy nó nhiều sáu beng anh ạ. Ôi bây giờ mùa đương mùa nhiều rất là nhiều. Chưa. Anh biết không, năm nay em gặp hai con mẹ nó ngồi bên kia nó câu, bên đầu cuốn bên kia nó câu. Một mẹ thì là năm mấy, một mẹ thì sáu mấy. Đàn bà. Đàn bà nó câu mồi nó phục em, anh từ sáng đến chiều. Nhà nó đoạn chỗ bọn bộ đội này. Đàn bà tưởng bây giờ lại đẻ ra đàn bà nữa rồi à? Có đàn bà đi câu nữa rồi. Rồi đi bao năm nhưng mà cứ nghe nói nhưng mà chưa gặp bao giờ. Có một cái mẹ đấy là ấy. Ừ. Là chồng mình tim. Ừ. Thế là đi trông chồng. Thế thành ra là cháu nó còn phải sâu nghiện hơn chồng. Có một bà, một mẹ là giáo viên cấp 1 dạy văn Mỹ. Không có cái chép nhỉ? Không. Chỉ cá dâu thôi. Có mẹ đấy là ấy, có mẹ đấy là còn nhà là bán vàng nhé. Đào dùng 2 tiếng đồng hồ. Ủa thì cho nó mất rồi nè. Nó mình bảo xem như một chữ như nào là dùng bé. Bé thì bé quá nhỉ, to quá mà nó đứt nó không biết rằng nó cứ để đủ hết vào ấy. Nhưng mà câu mấy tiếng phát nó chết mẹ hết thì ngồi của mình cứ đặt xuống phát là hôm đấy mình ngồi lúc được câu 5 cân. Thế là về nó bảo chị ấy thế một chị như nào mà mua em như một chị. Đến khi mình nhìn những mồ của nó chết hết. Bảo em đào hạ dùng 2 tiếng